Đây là tiểu bách gốm nhá. Tiểu bách gốm này rất nhiều mẫu này. Tiểu bách này được chạm khắc nổi, rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Tại xưởng luôn. Hình ảnh rồng đầy đủ. Một bộ của nó sẽ gồm có hai cái này. Đây là một cái áo khoan, đây là một cái quách tiểu ở bên trong này. Đây là cái áo quan bên ngoài này. Hình ba mái nhà. Ba mái. Đây là hình rồng này. Nguồn gốc từ Bát Tràng nhá. Nguồn gốc xuất xứ từ Bát Tràng, đây là bên trong này. Rất là nhiều. Đây là bên trong này. Rất là nhiều mẫu. Để đây thì nó đang hơi bị bụi một tí. Đây là loại không có mái nhà. Rất là nhiều mẫu. Đây là phơ này. Em xem rất là đẹp nhá. Mình sẽ review cái này. Ba mái này. Hình ảnh rồng hai bên này. Phần thành rất là đầy. Đây là phần vỏ bên ngoài của ba mái nhà to này. Đây là một mẫu khác, đây là hai mẫu khác nữa.